Nhưng ạ, và có một cái vấn đề nữa mà thực tế hiện nay cũng đang bắt gặp rất là nhiều và báo đài cũng nói rất là nhiều, đó là số người lao động muốn hưởng lương hưu một lần thay vì phải hưởng lương hưu hàng tháng. Thì bà có nhận định gì về vấn đề này? Cái việc mà hưởng một lần với lại hưởng hàng tháng thì cái thiệt, cái lợi nó như thế nào? Bà có thể phân tích cụ thể ạ? Thì đối với góc độ của bảo hiểm xã hội là hướng tới cái đảm bảo an sinh xã hội, cho nên cái vấn đề là chúng ta xem xét cái tính để người lao động được hưởng lương hưu là nó đảm bảo cuộc sống và ổn định đối với người thân, đối với bản thân mình và gia đình. Cho nên thì theo cái quy định hiện nay thì nó cũng không có thay đổi nhiều, có nghĩa là đối với người lao động mà đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động mới được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Còn đối với người lao động mà hiện nay đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, đủ tuổi hưởng lương hưu, có nghĩa là nam đã 60 tuổi, nữ đã 55 tuổi và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên thì bắt buộc phải hưởng lương hưu. Thì theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện nay nó có mở ra đối với chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho những người tham gia bảo hiểm xã hội trên 20 năm, nhưng mà do một cái điều kiện thì người ta sẽ lựa chọn hưởng lương hưu có lợi hơn hay là hưởng một lần có lợi hơn, đó là đối với nhóm đối tượng là người lao động bị những cái bệnh mà nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng hoặc là phong hoặc là lao nặng, hoặc là những bệnh mà nguy hiểm đến tính mạng mà sẽ ra hội đồng giám định y khoa nếu mà suy giảm sức khỏe 81% trở lên và không có khả năng hồi phục, thì khi đó người lao động sẽ có quyền lựa chọn để mình tiếp tục hưởng, lựa chọn hưởng lương hưu hay hưởng một lần. Thì đó là những cái thay đổi. Còn hiện nay thì nếu mà đã có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì và đã hết tuổi, đủ điều kiện, đã hết tuổi lao động thì phải hưởng lương hưu theo quy định. Và bản thân tôi thì theo cái kinh nghiệm của người làm chính sách thì cái chế độ hưởng lương hưu thì nó sẽ ổn định và nó mang tính ổn định và bền vững hơn so với hưởng một lần. Thì chúng ta chỉ làm một cái bài toán so sánh nhỏ thôi, có nghĩa là một người mà có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì nếu mà chúng ta lựa chọn hưởng cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì nó chỉ khoảng tương đương là khoảng là 5 năm chúng ta hưởng lương hưu, nhưng mà nếu chúng ta lựa chọn hưởng lương hưu thì sau 5 năm nó đã khoảng bằng cái khoản tiền một lần nhưng mà chúng ta được hưởng suốt đời, thì cái đó nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Nhưng ạ, như vậy là trong trường hợp này đối với những lao động mà đóng chưa đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì khi mà đến tuổi nghỉ hưu rồi thì họ được quyền hưởng một lần đúng không ạ? Còn đối với những người mà đủ khoảng từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì phải là hưởng lương hưu hàng tháng. Nhưng mà trừ những cái trường hợp mà có những cái bệnh nguy cấp, những cái bệnh nguy hiểm theo như là quy định thì mới được hưởng chế độ một lần. Xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi. Thưa bà Nguyễn Thị Kim Thu ạ, còn về mức đóng bảo hiểm xã hội như bà đã trình bày ngay phần đầu chương trình cũng như là bà Phương Quanh cũng có đề cập đến, đó là mức đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2018 sẽ có những cái thay đổi, tức là sẽ tính luôn, sẽ căn cứ luôn vào cái tiền lương rồi thêm những cái khoản bổ sung khác nữa. Thì chúng ta hiểu cái vấn đề này như thế nào, có phải là đóng bảo hiểm xã hội trên tổng cái thu nhập của mỗi người hay không? Thứ nhất là xin thông tin với đơn vị sử dụng lao động và người lao động về cái vấn đề mà đóng bảo hiểm xã hội có phải là đóng trên tổng thu nhập hay không. Xin thông tin rằng là không. Từ ngày 1 tháng 1 2018, như tôi nói lúc ban đầu là cái mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ có thay đổi đối với đơn vị chịu trách nhiệm về tiền lương của mình, còn công chức viên chức cũng như là đơn vị hành chính sự nghiệp thì không. Và đối với cái đơn vị mà tự chịu trách nhiệm quyết định về tiền lương của mình thì đóng bảo hiểm xã hội trên mức đóng là mức lương, phụ cấp lương và các cái bổ sung khác. Và những theo thông tư 47 của Bộ Lao động Thương binh mà hướng dẫn á, thì những cái phụ cấp mà ngoài cái mức lương phụ cấp có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh với cái mức lương thỏa thuận trong hợp đồng thì mới thuộc đóng bảo hiểm xã hội. Những cái khoản khác về mặt phúc lợi, ví dụ như là tiền ăn giữa ca, rồi tiền thưởng theo các cái sáng kiến, rồi tiền thuê nhà, rồi tiền giữ trẻ vân vân theo cái quy định của thông tư 47 thì những khoản đó không phải đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy là việc thông tin là đóng bảo hiểm xã hội trên tổng thu nhập là không đúng.
Dạ ạ, xin được cảm ơn bà về phần giải đáp vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang được theo dõi chương trình Đồng hành cùng Nhân dân, và với chủ đề những thay đổi về bảo hiểm xã hội từ năm 2018, thì quý vị và các bạn nếu có những thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ với chương trình thông qua số máy rất quen thuộc 02773855333 để có thể nêu những thắc mắc của mình, và sau đó thì các vị diễn giả đến từ Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn đang xem đài. Chúng tôi tiếp tục chương trình với một câu hỏi dành cho bà Nguyễn Thị Kim Thu ạ. Thưa bà, chúng tôi được biết là cũng theo luật bảo hiểm xã hội thì từ năm 2018, người lao động không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu. Thì bà có thể cho biết về ý nghĩa của quy định này cũng như là việc hỗ trợ của nhà nước đối với đối tượng này ạ? Như tôi thông tin từ ban đầu là không phải cái đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội thì mới được đóng, và tất cả các cái đối tượng khác đều được đóng bảo hiểm xã hội và dưới hình thức là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là về ý nghĩa mục đích của nó, thì vấn đề có nghĩa là chúng ta đi đến an sinh xã hội là mục đích sau cùng, nghĩa là lo cho cái cuộc sống bền vững sau này cho suốt cuộc đời. Khi mà nghỉ hưu, mất sức lao động thì có một cái khoản chế độ về hưu, như chỗ đồng chí Phương Oanh trình bày lúc nãy là về các cái điều kiện mức hưởng mà cái tiền để hưởng về hưu. Cái đó là về cái mục đích của cái sự mà cho tất cả các cái đối tượng đều được tham gia bảo hiểm xã hội. Về cái mức hỗ trợ của nhà nước đối với các cái nhóm đối tượng thì như tôi trình bày lúc ban đầu là từ ngày 1/1/2018 thì có 3 cái nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Đó chính là cái hộ nghèo thì được hỗ trợ là 30%, hộ cận nghèo thì là 25%, và tất cả người dân của các cái đối tượng khác còn lại sẽ được hưởng là 10% từ ngân sách nhà nước. Vâng ạ, và thêm một cái vấn đề đó là đối với những cái lao động mà muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế này nè, thì họ sẽ phải liên hệ ở những nơi nào, rồi cái mức đóng cũng như cái hình thức đóng là sao ạ? Về cái tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thứ nhất là về cái mức đóng. Mức đóng thì chúng ta đóng trên cái mức thấp nhất là bằng cái mức mà hộ nghèo của khu vực nông thôn, cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn. Thì theo cái chuẩn nghèo của khu vực nông thôn hiện nay, chính phủ quy định giai đoạn 2016-2020 là 700.000 đồng trên một người trên một tháng. Cái đó là cái mức thấp nhất, còn mức cao là không vượt quá 20 tháng tiền lương cơ sở. Như vậy là về cái tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, chúng ta sẽ đóng tỷ lệ là 22% trên cái mức thu nhập. Tôi ví dụ như là bây giờ chúng ta đóng cái mức thấp nhất sẽ là 22% của 700.000, và cao nhất sẽ là 22% của 20 tháng tiền lương cơ sở. Cái đó là tỷ lệ đóng. Còn về phương thức đóng thì chúng ta có 4 phương thức đóng. Có thể chúng ta đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng hoặc là 12 tháng đóng một lần. Còn cái nơi mà để nhân dân có thể là liên hệ để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng ta có thể liên hệ tại đại lý thu của bưu điện và đại lý thu của ủy ban nhân xã, hoặc là đến bảo hiểm xã hội nơi mà người dân cư trú để được tư vấn về hướng dẫn thủ tục. Vâng ạ, xin được cảm ơn bà. Thưa bà Phương Oanh ạ, khi mà những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế này nè, thì cái chế độ của họ được hưởng ra sao ạ? Thì đối với người lao động mà khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cái quyền lợi nó cũng được hưởng là hai chế độ, có nghĩa là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Thì đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì nó cũng quy định như đối tượng bắt buộc, nếu mà người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm thì sẽ được, nếu mà không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì và sau 1 năm không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần, trong điều kiện mà người lao động đã hết tuổi lao động và có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng lương hưu. Và có thêm một cái chế độ quy định trong cái thực hiện chế độ lương hưu hiện nay, nó đảm bảo cái an sinh xã hội cho người lao động, đó là đối với người lao động mà đã hết tuổi lao động mà có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà đã đủ 10 năm
và có nguyện vọng hưởng lương hưu thì có thể là tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho đủ 20 năm hưởng lương hưu. Thì cái thời điểm để mà người lao động hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng người lao động đóng đủ số tiền. Đó là một trong những cái chế độ để nó đảm bảo cái tính an sinh của xã hội đối với người lao động. Vâng ạ, xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng xin được nhắc lại quý vị và các bạn đang được theo dõi chương trình Đồng hành cùng Nhân dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Và với chủ đề những thay đổi về bảo hiểm xã hội từ năm 2018, thì nếu mà quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với chương trình thông qua số máy 02773 855 333. Các vị diễn giả sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn.